Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói gì sau sai lầm suýt khiến U23 Việt Nam mất điểm? Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho rằng tâm lý căng cứng và không thoải mái là lý do khiến cho học trò của ông mắc sai lầm và không thể có được thế trận như mong muốn. Tối ngày 17 tháng 4 giờ Việt Nam, U23 Việt Nam có trận ra quân chiến dịch vòng chung kết U23 châu Á 2024 gặp U23 Kuwait. Đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã nhập cuộc chủ động và tạo ra thế trận giằng co với đối thủ. Sau khi được hưởng lợi thế hơn người bởi tấm thẻ đỏ của Ebrahim Camel ở phút 31, U23 Việt Nam hoàn toàn chủ động trong lối chơi. Phút 45+2, Văn Tùng dứt điểm kỹ thuật trong thế đối mặt thủ môn để đưa U23 Việt Nam dẫn trước. Nhưng chỉ một phút sau đó, Ngọc Thắng đã phạm sai lầm khi phạm lỗi với một cầu thủ Kuwait trong vòng cấm. Thậm chí, trọng tài chính còn rút ra tấm thẻ đỏ cho hậu vệ gốc Hà Tĩnh. Savanan Aquati gỡ hòa cho U23 Kuwait trên chấm phạt đen. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thực hiện nhiều sự thay đổi nhân sự và nhanh chóng phát huy hiệu quả. Bùi Vĩ Hào với sự nhanh nhẹn cùng khả năng cắn đứt đã khiến cho thủ môn bên phía U23 Kuwait phải vào lưới nhặt bóng hai lần. Qua đó ấn định thắng lợi 3-1 và giúp U23 Việt Nam vươn lên tạm dẫn đầu bảng D. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết ông chỉ hài lòng về mặt kết quả bởi các cầu thủ vẫn còn chưa thể hiện được những gì tốt nhất như sự kỳ vọng. Toàn đội cần chuẩn bị về mặt tâm lý, tinh thần cho trận đấu kế tiếp. Trận đấu hôm nay tôi chỉ hài lòng với kết quả. Ở hiệp 1, các cầu thủ bị tâm lý nên chưa thể hiện được hết những gì tốt nhất, khiến trận đấu diễn biến theo chiều hướng khó khăn. Điển hình nhất là tấm thẻ đỏ vào phút bù giờ hiệp 1 đã bộc lộ sự căng cứng về tâm lý của cầu thủ. Tôi rất tiếc về điều này, tôi không muốn nó xảy ra một chút nào, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói. Mất lợi thế hơn người, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn buộc phải có những điều chỉnh về nhân sự cũng như về chiến thuật ở hiệp 2, giúp đội chơi khởi sắc hơn và giành chiến thắng chung cuộc 3-1 với cú đúp bàn thắng của Vĩ Hào. Đối phương không có gì đặc biệt, vấn đề là chúng ta đã chơi không tốt như trình độ vốn có. Toàn đội cần nhanh chóng quay trở lại thi đấu đúng như những gì đã tập luyện. Như ở hiệp 2, khi những sự căng thẳng trôi qua, các cầu thủ đã chơi chủ động hơn, gần đúng với thực lực. Tôi mới chỉ tiếp nhận đội hơn 10 ngày nên để có sự thay đổi ngay là rất khó. Có lẽ từ đây đến cuối giải, sự thay đổi của U23 Việt Nam sẽ rõ ràng hơn, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đánh giá thêm. Khi được hỏi về sự chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp gặp U23 Malaysia, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn từ chối đi sâu chi tiết về chuyên môn. Ông nói, chúng tôi đã có quá trình chuẩn bị cho giải đấu. Tôi xin từ chối trả lời câu hỏi này vì có nhiều phần thuộc về chuyên môn. Tôi chỉ có thể nói rằng trận đấu tới sẽ quyết định lớn.